top thứ hai của người Kiên Giang luôn á chú anh chị các bạn. Chị ở đâu vậy? Ở đây luôn hả? Dạ. Xin chào mấy cô. Em đang bán cá nhiêu? Phát thuốc có nước suối uống nè. 300 ngàn mâm cơm luôn á chú anh chị các bạn ơi. Ồ đông quá cô chú anh chị các bạn. Đứng đây là thấy rất đông. Trước tiên em xin mời cô chú chị các bạn đi vào phía bên trong. Rồi, cảm ơn mấy con. Em xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị và các bạn. Dạ, em rất vui được gặp lại quý cô chú, các anh chị và các bạn trong một video tiếp theo trên kênh Đài Đó Kiên Giang. Dạ, là nói đầu tiên em xin kính chúc cho tất cả quý cô chú, các anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Mến chúc cho tất cả mọi người luôn có được hạnh phúc và một công việc thuận lợi. Dạ, trong video hôm nay em xin tiếp tục gửi đến quý cô chú, các anh chị và các bạn về tình hình cũng như là quan cảnh của một cái lễ hội rất là lớn tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đó là lễ hội đình cụ Nguyễn Trung Trực. Lễ hội này kỷ niệm 154 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Dạ, hiện tại em đang đứng ở đây là nơi giao nhau giữa công viên tượng ông Nguyễn. Ở bên đây là công viên tượng Nguyễn thưa cô chú anh chị các bạn. Còn phía bên này là cầu Trần Phú, cũng như là đường đó chúng ta sẽ đi tới được cổng đình. Tuy nhiên trong video này em xin phép đi bằng đường bên này. Đây là đường chúng ta sẽ đi xuống hội chợ phục vụ 154 năm kỷ niệm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Dạ, trong video trước thì em có một video về hội chợ. Tuy nhiên thì lần trước em quay thì cái phía đường bên này người ta chưa có hoạt động của chú anh chị các bạn. Hôm nay em xin phép gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn một video bắt đầu từ đường bên này. Dạ, ngày hôm nay là ngày được xem là ngày kích hoạt tất cả hoạt động của lễ hội đình năm nay. Dạ, lễ hội đình năm nay các hoạt động thì diễn ra sớm hơn, cũng như bà con mình đi tham gia lễ hội cũng như là đi cúng viếng sớm hơn vì 2 năm do dịch bệnh không có tổ chức được của chú anh chị các bạn. Đó. Đây là đường Bạch Đằng, đường này chúng ta sẽ đi xuống được trung tâm của hội chợ nè. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái cầu sắt để đi qua bên đình luôn. Ở phía trước này thì bà con mình bán cũng khá nhiều đồ của chú anh chị các bạn. Trong video này em xin lướt qua chi tiết của hội chợ để em tới được phía bên đình để cho quý cô chú anh chị các bạn xem được quang cảnh của đình trong ngày hôm nay. Dạ, tại ngày hôm nay là đã mở cửa cho cúng viếng vào ban đêm luôn của chú anh chị bạn. Nên quý bà con mình từ xa tới cũng như là quý bà con địa phương đi khá là đông. Dạ, dài phía này thì đa số bán quần áo đồ nhiều nè. Bên này là cái bến hoa đăng nè của chú anh chị bạn. Đi hết đoạn đường này chúng ta sẽ tới được cầu sắt để đi qua đình. Tới đó em sẽ gửi xe để em lội đường đó qua bên đình, ngay là ngay cổng chính của đình luôn cô chú anh chị bạn. Kiếm chỗ nào thuận tiện gửi cô chú anh chị bạn ơi. Phía trước mặt em là sắp tới được cây cầu sắt rồi cô chú anh chị bạn, cầu sắt để đi bộ qua bên kia. Hồi nãy em đi xuống đây bằng cái đường bên kia, nhà em gần đây cô chú anh chị bạn, đi đường bên kia qua đây khoảng một cây số thôi là tới nhà em rồi. Em đi đường bên kia em thấy phía bên đình đó giờ này cũng tổ chức ăn cơm miễn phí cũng như là đi cúng viếng rất là đông luôn. Cái này gửi xe cái đã.
Dạ em vừa gửi xe xong cô chú anh chị các bạn. Đi đường này chúng ta sẽ đi thẳng xuống được trung tâm của hội chợ. Phía ngoài này cũng bán khá là nhiều đồ ha. Phía trước chỗ đèn nhiều đó là cầu sắt, chúng ta sẽ đi qua được Bình Định. Đó. Thường thì vào những ngày trước đình á sẽ vui hơn cô chú anh chị các bạn. Bà con mình đa số đi tham quan đi chơi vào những ngày trước khi diễn ra ngày chính thức lễ hội. Còn vào những ngày chính thức thì đa số bà con mình đi thắp nhang nhiều hơn. Thường thì lễ hội đông nhất, đông và vui nhất là cái hội chợ này cô chú anh chị các bạn. Đó, đứng bên này em có thể nhìn qua bên kia là mấy cái chạy cơm á, chạy cơm miễn phí rất là đông luôn. Ê, chụp hình tấm hình đó chạy, ê, chụp hình tấm hình đi, đông lắm, đông lắm. Vô đâu lên, trong đội thôi. Anh thấy anh biết mẫu hả? Vậy kia mà. Ở đây cũng có rất nhiều bãi giữ xe của như bạn. Giá cả thì cũng bình thường. Bà con mình đến đây cũng có thể an tâm gửi xe để đi cúng đình cũng như là đi tham quan lễ hội. Ở đường này cũng là một cái đường đi qua bên hội chợ nè. Đó. Đi đường này tới cầu sắt của chú như các bạn. Dạ em đã đến được phía cầu sắt để chúng ta đi bộ qua bên cổng đình của chú như vậy. Đứng ở đây là ngay trung tâm, nơi giao nhau giữa hội chợ cũng như là giao nhau với phía Bình Định luôn nè cô chú anh chị bạn. Khá là đông luôn. Dạ, bây giờ xin mời cô chú anh chị các bạn cùng em chúng ta sẽ đi qua Bình Định nha. Cái cầu sắt này thì mới có mấy năm nay của chú nhiều bạn, do hàng năm thì cái lễ hội dân mình tham gia ngày càng đông. Tuy nhiên đường đoạn này thì nó hơi nhỏ nên mới có cầu sắt này để phục vụ cho bà con mình đi bộ qua lại. Lúc trước kia mỗi khi tới đình thì người ta dân buôn bán tập trung phía bên này. Phía trước em thì có hai cái nhà bạc. Trong video trước em có giới thiệu với quý cô chú chị các bạn thì nơi đó tập trung để dân võng cho bà con mình đi chơi đình, tập trung đi chơi đình để nghỉ ngơi uống nước. Dạ, trước mặt em đây phía bên phải này là cổng chính của đình thần Nguyễn Trung Trực, đó nơi thờ cụ Nguyễn này cô chú anh chị các bạn. À, một vị anh hùng dân tộc. Đúng rồi con. Rồi. Con ở đâu? Dạ con ở kế bên là chú Nguyễn. Rồi. Hay dưới vậy. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy con. Bữa này chúng ta có thể đậu xe nè của chú như bạn. Đó. Dạ, phía trước mặt em đây là cổng đình. Hôm nay là đã bắt đầu cho bà con mình đi cúng viếng vào ban đêm của chú như các bạn. Trước tiên em xin mời cô chú anh chị các bạn đi vào phía bên trong để tham quan không khí cúng viếng của bà con mình
vào ngày hôm nay. Còn khoảng 4-5 ngày nữa mới tới lễ hội chính thức. Tuy nhiên bà con mình là đi sớm, năm nay đi rất sớm luôn quý vị như bạn. Thường hàng năm thì tới 25 âm lịch mới bắt đầu đông, tuy nhiên năm nay sớm lắm. Bữa nay là em thấy có khách thập phương đến luôn của chú như các bạn. Dân mình rất là tôn thờ, tôn kính cụ Nguyễn. Mời cô chú anh chị các bạn cùng em đi vào phía bên trong nha. Đây là phía bên trong của đền thần Nguyễn Trung Trực của chú anh chị các bạn. Vào đây là phải ăn mặc lịch sự và cởi nón ra. Tối nay bà con mình đi thắp nhang đông quá cô chú anh chị các bạn. Ở dưới này là bàn thờ của cụ Nguyễn nè, cụ Đức Phó Cơ Nguyễn Hiền Điều cũng như là cụ Lâm Quang Kỳ của chú anh chị các bạn. Thường thì lễ dỗ của cụ Nguyễn bên phía em thấy tỉnh An Giang, bà con mình ở tỉnh An Giang xuống rất là nhiều của chú như bạn. Số bà con bên đạo Phật giáo Hòa Hảo luôn đó. Dạ, bây giờ xin mời cô chú anh chị các bạn cùng em chúng ta sẽ đi tiếp ra phía bên ngoài để xem những hoạt động kế tiếp nha. Đây có ông chị ngồi phát nhang cho dân mình đi đốt nhang nè. Hôm qua em đốt rồi. Đây là chị phục vụ chánh điện. Mời cô chú anh chị các bạn cùng em chúng ta sẽ đi tiếp qua bên này. Đi tiếp qua bên này chúng ta sẽ đi ra được những chạy cơm miễn phí phục vụ lễ hội. Đường này là đường Nguyễn Công Trứ của chú anh chị các bạn. Đứng ở đây em thấy phía bên chạy cơm phục vụ đình đó khá là đông của chú anh chị các bạn ơi. Bữa nay đã bắt đầu phục vụ cơm miễn phí chính thức, phục vụ cả ban đêm luôn của chú anh chị các bạn.
giờ xin mời quý cô chú, các anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đi vào bên trong này để tham quan những chạy cơm miễn phí phục vụ đình Nguyễn Dương Trực. Ồ, đông quá cô chú anh chị các bạn, đứng đây là thấy rất đông. Ở phía bên này là có điểm phát thuốc miễn phí Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Rạch Giá. Cái này chắc của phường Vĩnh Thanh đây. Ở đây có điểm phát thuốc miễn phí nha cô chú anh chị các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô đây để tham quan nha. Xin chào mấy cô. Chào cô. Dạ con ở Rạch Giá đây luôn. Dạ. Thuốc này mới phát bữa nay hả cô? Dạ, mới phát chính thức bữa nay. Dạ. Có mấy cô mặc áo của Bình An được nữa nè cô chú anh chị các bạn. Bệnh viện Bình An được nữa nè. Đây là quý bà con mình đang lấy thuốc miễn phí đây. Phát thuốc này mấy bữa lần cô? Tới cuối ngày 28 luôn. Dạ. Con cảm ơn nghe mấy cô. Dạ. À. Dạ bên này cũng có phát thuốc miễn phí, là một cái hoạt động rất là hay, rất ý nghĩa của chú anh chị các bạn. Phát thuốc có nước suối uống nè. À bên này luôn. Nhỏ đang anh vậy đó thì thơ hả? Không, Kiên Giang. Ở đây đó Kiên Giang nè. Dạ. Buổi tối nó phát tới mấy giờ cô? 9-10 giờ ngày hả? Dạ. Cái TikTok em bé có lại. Dạ. Dạ, yeah. Yeah, mà nhiều quá em không nhớ. Dạ em cảm ơn nha. Đó, ở đây là phát thuốc miễn phí của chú anh chị bạn. Còn ở đây là bắt đầu chạy cơm nè. Bắt đầu của những chạy cơm phục vụ ăn miễn phí cho bà con mình đi chơi đình, đi tham gia lễ hội, ăn để lấy lộc của chú anh chị bạn. Đông ha, bà con mình đang ăn cơm đông nè. Dạ. Chào mấy chị. Chị ở đâu vậy? Ở đây nè. Ở đây luôn hả? Dạ. Chúc mấy chị ngon miệng nha. Dạ. Đông vui lắm cô chú như bạn. Mỗi năm thì tới dịp lễ dỗ của anh hùng dân tộc Nguyễn Dương Trực thì bà con Kiên Giang cũng như là bà con Rạch Giá mình rất là nao nức. Đây được xem là một cái Tết thứ hai của người Kiên Giang luôn đó chú anh chị các bạn. Dạ, mời cô chú anh chị các bạn cùng em đi tiếp xuống phía dưới này. Cả trăm cả ngàn mâm cơm luôn á chú các bạn ơi. Dạ. Cô ở đâu cô? Cô ở đâu? Dạ. Dạ, ở Rạch Giá luôn hả cô? Dạ. Hai năm không được cúng đình, năm nay cúng đình quá mừng. Dạ, năm nay được cúng đình quá mừng hả? Hai năm không được cúng. Dạ. Mừng quá mừng nha. Dạ. Chúc con ngon miệng nha cô. Rồi chú ở đâu? Dạ con ở cầu số 1. Cầu số 1 mình ở cầu số 1 luôn. Dạ.
Đưa lên kìa. Dạ, đưa lên. À, rất là nhiều món luôn quý vị bạn ơi. Người ta đang ăn mình không dám lại quay gần. Kỳ lắm. Bên đây tiếp theo là chạy cơm số 2. Dạ. Mà bảo lên gì? Dạ đây đó Kiên Giang. Đây đó Kiên Giang. Dạ. Tiếp theo đây là chạy cơm số 2 đây cô chú anh chị các bạn. Có rất là nhiều chạy cơm. Ngoài ra thì khi tới mùa lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, chúng ta đi phía ngoài đường cũng có thể bắt gặp được những chạy cơm nhỏ lẻ của dân mình lập ở phía ngoài đường, như là những chạm nước uống để phục vụ cho quý bà con mình ở xa, ở gần đi chơi đình tham gia lễ hội. Đó. Đây là chạy cơm số 2. Cái này em thấy phục vụ các món khác nhau. Cái này như là đồ chay của chú nhiều các bạn ơi. Đây có mấy em nhỏ đây. Chào mấy em. Đây là phía cuối của chạy cơm số 2 đây cô chú anh chị các bạn. Rồi, mời quý cô chú anh chị bạn cũng chúng ta sẽ vòng lên để xem những hoạt động khác nha. Dạ, đó là những hoạt động ở phía bên đình. Bây giờ xin mời quý cô chú, chị, các bạn chúng ta sẽ vòng ngược lại phía bên hội chợ để xem những gian hàng buôn bán bên đó để phục vụ cho 154 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Trong video trước thì em quay thì các gian hàng bán chưa đầy đủ quý vị như bạn. Tuy nhiên hôm nay thì tất cả các gian hàng đều đã hoạt động rất là đầy đủ rồi. Bây giờ xin mời quý cô chú, chị, các bạn cùng em chúng ta sẽ qua bên đó nha. Phía bên này là điểm đãi nước miễn phí của chú anh chị các bạn. Nói chung là phục vụ từ A đến Z luôn. Quý cô chú anh chị các bạn chỉ cần đi đến và tham gia thôi, còn chuyện ăn uống thì có ở đây lo hết. Mọi người tiếp sức, mọi người đang chân để tiếp cho cái lễ hội được trọn vẹn. Bây giờ em sẽ vòng lại phía bên kia. Dạ thưa cô chú anh chị các bạn, hiện tại em đang đứng bên phía cầu sắt của hội chợ, bên đầu cầu bên đường Bạch Đằng của chú anh chị các bạn. Ở đứng đây chúng ta sẽ thấy được bà con mình đi hội chợ đông lắm nè cô chú anh chị các bạn. Đó. Giờ xin mời quý cô chú anh chị các bạn cùng em chúng ta sẽ tiếp tục tham quan hội chợ trong đêm hôm nay nha. Đông hơn hôm trước rất là nhiều luôn. Hôm nay đã đầy đủ tất cả các gian hàng luôn của chú anh chị các bạn. Hôm trước thì còn thiếu, hôm nay là đã đủ luôn rồi. Đó, bên này là gian hàng đồ gia dụng đây.
Đây là đồ gia dụng của chú anh chị các bạn. Mời quý cô chú anh chị các bạn đi tiếp những gian hàng khác. Ở đây là gian hàng bán đồ thời trang, trang sức đeo của chú anh chị các bạn. Đó, đó là nhẫn. Phụ kiện thời trang rất nhiều luôn, có cả nước hoa với nón kiến luôn các chú nhiều bạn. Ở đây sẽ là tiệm bán quần áo may sẵn nè. À, bên kia cũng có bán rất là nhiều đồ luôn. Hôm trước em đi thì chưa có cái tiệm này nè cô chú anh chị bạn, tiệm bán quần áo em bé nè. Ở đây có tiệm bán mắt kiến rồi nữa nè. Đi được đi quẹo qua đường bên này chúng ta sẽ tới được cầu sông Kiên, cống sông Kiên của chú anh chị các bạn. Ở đây trong hội chợ này có một cái tiệm bán đồ gia dụng rất là lớn đây nè, cả chục lô luôn. Ở trời đông rồi. Đây rồi. Ngồi đang quan sát. Đó. Bên đây cũng có một tiệm đồ gia dụng khá là lớn nè. Bà con mình đi hội chợ rất thích mua đồ gia dụng của chú nhiều các bạn. Đồng giá 39.000. Tiếp qua bên này. Đây nó có bán đồ chơi đồ nhiều nè. Số rẻ chỉ còn 50, 90, 100.000 đồng một sản phẩm mà thôi. Hàng thanh lý xài là hết ý mà hàng tồn. 20.000 đồng một bịch. Vừa bán vừa cho luôn các anh chị ơi. Quá trời nhiều mặt hàng luôn các chú chị các bạn ơi.
Đây thì gian hàng bán dép. Dép nữ như các bạn ơi. Đó, xin mời quý cô chú và bạn, chúng ta sẽ đi tiếp hết đường bên này. Sau đó chúng ta sẽ đi vô bên trong lòng của hội chợ. Dạ. Em quay YouTube. Dạ đúng rồi. Khẽ à, 10 triệu à. Nó quay chắc 4K chắc được. Dạ. Anh bán ở đây hả? Dạ. Đẹp ha. Chạy đi em chạy bán cá nhiêu? 400 ngàn. Chạy bình thường đi nha. Mua cái cho con gái em coi. Cái này đi. Mua cái cho con gái em. Lấy em cái bịch giá. Anh cúng lên đây, anh bỏ cặp, em bỏ cặp. Cho em xin quay xíu nghe. À, ở đây đã xuống. Được chơi. Thiên nhiên. Phía đường này chúng ta sẽ đi vô bên trong được, trong lòng của hội chợ của chúng như vậy. Đó. Em cảm ơn nha anh. Đây là gốm sứ cao cấp Bát Tràng, gốm sứ cao cấp Bát Tràng của chúng như vậy. Còn bán gốm sứ à? Đúng là được gì đâu. Đây lên, không có thiếu cho người cô đưa chị chứ. 5 cái. Đúng lắm nè. Đúng lắm. Rồi, xin mời quý cô chú và các bạn cùng em chúng ta sẽ đi tiếp nha. Đây là phía cuối của một nhánh đường của chú nhiều bạn. Ở đây bán gì đây? Ở đây bán kem khối. Dạ, bên này cũng là một nhánh của hội chợ nè cô chú anh chị bạn. Ở đây thì tất cả các đường đều phục vụ hoạt động hội chợ, nên em đi em cũng không biết ở đâu là đâu, chỉ biết quay cho cô chú anh chị bạn cùng xem thôi. Tới phía đó là chúng ta sẽ tới được đường Hoàng Diệu. Đường đó có lẽ là đường đông đúc nhất, nhộn nhịp nhất của hội chợ của chú anh chị bạn. Quá bán quá trời nhiều đồ luôn, cái gì cũng có.
có bán dép mấy chục ngàn đôi. Này thì bán đồng giá 5.000 một món, 5.000 món của chú nhiều bạn. Con chăn chờ chăn chờ thì nó quẹo lỡ quẹo lỡ đặc biệt. Món nào cũng 5.000. Ngày hôm nay Long Giang hàng tự chọn 5.000, 5.000 đồng một món tự chọn lồng cá tô chén dĩa hộp nhựa thau rổ quạt dĩa đựng trái cây. Này thì mền nệm gối. Chào anh, bán được không anh? Lại là anh ơi. Dạ. Rồi, chúc anh bán đắt nha. Phía bên này thì bán dép nè, của chú nhiều bạn. Phía bên này bán dép nhiều quá nè. À, 70, 60, 80, 90, đủ giá luôn. À, rồi, mời quý cô chú nhiều bạn cùng em đi tham quan tiếp nha. Đây có nhà em gái bán nước uống nè. Ở đây là có một cái chốt để không cho xe chạy vào hội chợ này của chú như vậy. Bán này hả? Ờ quá trời vô rồi. Bán đông dữ đó. 35.000 cái của chú nhiều bạn, 3 cái 100.000. Bán mấy bữa rồi chị? Bán cái nữa đó. Bán mấy bữa rồi? Bán mấy bữa rồi. Dạ, bán tới bữa mấy lần? Ba đình luôn, ba đình xong ở đây hết sùng luôn. À. Đây có mình nè. Nếu quen mình à, về tiệm dép này của chú như vậy, hồi chợ thấy bán dép quá trời nhiều. Chào anh. À. Khúc này hơi vắng rồi chứ nhiều bạn ơi. Dạ, vừa rồi là những hình ảnh về không khí của đình cũng như là phía bên hội chợ. Em xin gửi đến cô chú anh chị các bạn. Đến đây em xin tạm dừng video. Kính chúc cho tất cả quý cô chú, các anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Dạ, em hẹn gặp lại ở một video tiếp theo về những hình ảnh của đình cụ Nguyễn trong năm 2022 này. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại.